kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang đón xem Knew 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những thông tin giải trí nhanh nhất và chính xác nhất. Ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Soi giá outfit của bốn cô gái trong Blackpink 2022 Welcoming Collection. Trưa comeback đường đua âm nhạc Blackpink vẫn khiến người hâm mộ dân dần với những khoảnh khắc cực đẹp trong Welcoming Collection 2022. Các thành viên đều thể hiện nhan sắc đỉnh cao cùng phong cách thời trang không thể che bay. Soi giá outfit từng trang phục, người hâm mộ lại càng thêm bất ngờ. Vừa qua, YG tiếp tục nhá hàng những hình ảnh của Blackpink trong ấn phẩm Blackpink 2022 Welcoming Collection. Không mang đến hình tượng cực ngầu và cực cá tính như trên sân khấu, bốn cô gái đốn tim fan bằng vẻ ngoài quyến rũ và có chút nên thơ. Đầu tiên phải kể đến Jisoo vốn đảm nhận vị trí visual nên nhan sắc của cô nàng không còn gì phải bàn cãi. Chị cả Blackpink diện chiếc váy trắng đến từ thương hiệu Dior. Thiết kế với chất vải mềm mại, bay bổng tạo cảm giác tựa nữ thần Hy Lạp. Ngoài ra, phần vai của Jisoo cũng được để lộ, tăng thêm sức cuốn hút. Người hâm mộ nhanh chóng soi kỹ chiếc váy Dior này, tuy nhiên trang phục vẫn chưa được thương hiệu mở bán. Đi cùng với chiếc váy nữ tính, Jisoo mang đôi cao gót có giá khoảng 17 triệu đồng. Một outfit khác của Jisoo không quá được lòng người hâm mộ chính là trang phục váy tím. Stylist đã chọn một mẫu satin corset của Grugio giá khoảng 3,14 triệu đồng kết hợp cùng với sơ Chiếc váy mà chị cả Blackpink mặc thuộc thương hiệu Việt Nam mức giá khoảng 2,7 đến 3,4 triệu đồng. Jisoo còn mang đôi giày cao gót cùng màu của Zara được bán với giá khoảng 1,1 triệu. Với hình tượng có phần trẻ trung này, Jisoo chọn thắt tóc hai bên nữ idol trông lại càng hách tuổi như học sinh. Tuy nhiên vì giá của những item cô mặc có phần rẻ nên cũng khiến dân tình ngỡ ngàng. Jenny cũng là thành viên khiến người hâm mộ sốc và rùa chẳng kém. Với loạt ảnh trong Welcoming Collection 2022, nữ idol diện chiếc váy dây cực dịu dàng và quyến rũ. Phần thiết kế ống tay rời tạo thêm điểm nhấn. Song song với đó, cô phối chiếc cài tóc cùng màu và đôi vạch cao gót để dáng người trông càng mảnh mai hơn. Chiếc váy này đến từ thương hiệu Alexander McQueen với giá cực đắt đỏ, gần 106 triệu đồng. Đôi giày Zora Jenny mang, cùng kiểu với Jisoo, giá 1,1 triệu. Trong Welcoming Collection 2022, Jenny còn diện một chiếc váy gen đen, khoe trọn vóc dáng cực phẩm. Người hâm mộ cũng phải suýt xoa trước vòng eo thon gọn và đường cong hông hút mắt mà nữ idol sở hữu. Kiểu tóc xõa nhẹ, phần mái được vén lên trên, càng giúp cho Jenny thêm phần quý phái, sang trọng hơn. Outfit này đến từ thương hiệu Chanel giá khoảng 147 triệu đồng. Xét váy màu hồng bánh bèo của Jennie cũng xinh xắn chẳng kém. Nữ idol còn kết hợp cùng với khăn mỏ quạ trên đầu tăng thêm sức hút và độ trẻ trung. Xuất hiện trong khung hình của Welcoming Collection 2022, Rose tạo điểm nhấn với chiếc váy đen của YSL đi kèm với thắt lưng để tôn lên chiếc eo cực phẩm. Giá của set đồ này khoảng 72,7 triệu đồng. Chiếc kẹp tóc thuộc thương hiệu Tiffany Co. là món đồ đắt đỏ hơn cả, giá 255 triệu đồng. Món phụ kiện đã giúp giọng ca chính Blackpink trở nên điệu đà hơn. Dành nhiều sự yêu thích cho màu đen, Rose còn lăng xê mẫu váy lệch vai khác của YSL, giá khoảng 40 triệu đồng. Với thiết kế này, nữ idol được nhận xét mang thần thái quyên rũ. Gu thời trang của Lisa thì chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng. Nữ idol có chút nữ tính với set váy màu vàng trắng. Chiếc áo sơ mi đến từ thương hiệu Celine giá khoảng 21,5 triệu đồng. Ngoài ra, chân váy Zara chỉ khoảng 727.000 đồng. Ở một bức ảnh khác, em út Blackpink mặc chiếc áo Celine màu xanh giá 78 triệu đồng. Những hình ảnh mới của Blackpink trong Welcoming Collection 2022 liên tục nhận được lời khen ngợi của giới hâm mộ. Fan hiện tại cũng đang hối thúc YG để nhóm nữ sớm được comeback. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knew 24h. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Knew 24h.